Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với khóa học nhận thức ISO 45001-2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do EHS tổ chức. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ISO là gì. Thì ISO là tên viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, là một tổ chức được thành lập bởi các quốc gia thành viên trên toàn thế giới, gọi là thành viên ISO. Nhiệm vụ thẩm định tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên trong tổ chức liên quan đến một vấn đề mà ủy ban kỹ thuật đã đề ra, có quyền đại diện cho ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ mà liên quan với ISO cũng tham gia vào nhiệm vụ này. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Thế giới, hàng năm có khoảng 2,8 triệu người chết do tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp. Gần 400 triệu trường hợp thương tích không gây tử vong liên quan đến công việc, và chi phí để giải quyết các vấn đề thương tật cho người lao động ước tính khoảng 3,94% GDP toàn cầu. Đây đã tạo một sức ép lên nền kinh tế của nhiều quốc gia. Và do đó mà việc thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp là vô cùng quan trọng. ISO 45001-2018 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, viết tắt là OHS. Mục tiêu là ngăn ngừa thương tích, bệnh tật trong công việc cho người lao động cũng như cung cấp nơi làm việc an toàn, lành mạnh. Do đó, việc tổ chức phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phòng ngừa có hiệu lực để loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro OHS là vô cùng quan trọng. Một hệ thống quản lý OHS có hiệu lực và hiệu lực hơn khi hành động sớm với các cơ hội được nhận diện nhằm cải tiến mức độ thực hiện OHS. Việc thực hiện hệ thống quản lý OHS là một quyết định chiến lược đối với tổ chức. Sự thành công của hệ thống quản lý OHS phụ thuộc vào sự lãnh đạo, cam kết, sự tham gia của các cấp và các bộ phận chức năng của tổ chức. Để hệ thống quản lý OHS đạt được mục tiêu đề ra và được duy trì một cách hiệu quả phụ thuộc vào lãnh đạo cao nhất, quản lý, cam kết trách nhiệm và giải trình. Việc xây dựng, dẫn dắt và thúc đẩy văn hóa của lãnh đạo cao nhất trong tổ chức nhằm hỗ trợ hệ thống quản lý OHS. Việc trao đổi thông tin, sự tham vấn, tham gia của người lao động, phân bổ các nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống quản lý OHS. Các chính sách OHS rõ ràng, tương thích với mục tiêu chiến lược tổng thể và định hướng của tổ chức. Các quá trình hiệu lực để xác định mối nguy, kiểm soát rủi ro về OHS và tận dụng các cơ hội của OHS. Đánh giá thường xuyên kết quả hoạt động và theo dõi hệ thống quản lý OHS để cải tiến kết quả hoạt động. Tích hợp hệ thống quản lý OHS vào các quá trình kinh doanh của tổ chức. Các mục tiêu OHS gắn kết với chính sách OHS và có tính đến các mối nguy của tổ chức, rủi ro, cơ hội, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Tổ chức có thể đảm bảo với người lao động và các bên quan tâm khác rằng hệ thống quản lý OHS được thực hiện hiệu quả qua việc áp dụng thành công tiêu chuẩn này. Mức độ chi tiết, độ phức tạp, phạm vi của thông tin dạng văn bản và nguồn lực cần thiết để đảm bảo sự thành công của hệ thống quản lý OHS của tổ chức sẽ phụ thuộc vào các yếu tố, bối cảnh tổ chức, phạm vi của hệ thống OHS, bản chất của hoạt động, tổ chức và các rủi ro OHS liên quan. Cách tiếp cận hệ thống quản lý OHS được sử dụng trong tiêu chuẩn này là dựa theo chu trình BDCA. BDCA là một chu trình lặp đi lặp lại được tổ chức sử dụng để đạt được sự cải tiến liên tục. Mỗi quá trình sẽ có một ý nghĩa cụ thể như sau. Thực hoạch định plan là xác định và đánh giá các rủi ro cơ hội của OHS cũng như các rủi ro cơ hội khác, thiết lập các mục tiêu vào quá trình OHS cần thiết để đưa ra các kết quả phù hợp với chính sách OHS của tổ chức. Thực hiện, do là thực hiện các quy trình đã được hoạch định. Kiểm tra, check là xác định và đánh giá các hoạt động, các quy trình liên quan đến chính sách và mục tiêu OHS, sau đó báo cáo kết quả. Hành động là có các hành động liên tục nâng cao kết quả của OHS để đạt được kết quả mong muốn. Đây là mối quan hệ giữa chu trình BDCA và khung của tiêu chuẩn ISO 45001-2018. Nội dung của tiêu chuẩn thì tại liều này bao gồm những yêu cầu mà tổ chức có thể áp dụng để thực hiện hệ thống quản lý OHS và để đánh giá sự phù hợp, tổ chức chứng minh sự phù hợp bằng cách tự quyết định thực hiện và tự công bố hoặc tìm kiếm xác nhận sự phù hợp
của các bên quan tâm hoặc tìm kiếm sự xác nhận đối với việc tự tuyên bố của mình bởi tổ chức bên ngoài hoặc tìm kiếm việc chứng nhận đăng ký hệ thống quản lý OHS của tổ chức bên ngoài. Tiêu chuẩn gồm có 10 điều khoản. Điều khoản 1, 2, 3 là thiết lập phạm vi, các tài liệu tham khảo và các định nghĩa áp dụng cho việc sử dụng tiêu chuẩn này. Điều khoản 4 đến điều khoản 10 là các yêu cầu đối với được sử dụng để đánh giá sự phù hợp với tài liệu. Trong tiêu chuẩn sẽ sử dụng các dạng thức từ như phải là chỉ một yêu cầu, cần chỉ một khuyến nghị, được phép chỉ một sự cho phép và có thể là chỉ khả năng hoặc là hiệu lực. Một số thuật ngữ định nghĩa anh chị cần lưu ý để khi tiếp cận với tiêu chuẩn này mình có thể dễ dàng hiểu và dễ dàng tiếp cận hơn. Đầu tiên đó là thuật ngữ về người lao động. Đây là người thực hiện công việc hoặc các hoạt động công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. Về tham vấn tức là tham khảo ý kiến trước khi đưa ra quyết định. Về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hay gọi tắt là hệ thống quản lý OHS là hệ thống quản lý hoặc một phần của hệ thống quản lý được sử dụng để đạt được chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Lãnh đạo cao nhất là người hoặc nhóm người có quyền định hướng và kiểm soát tổ chức ở mức độ cao nhất. Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là chính sách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động cũng như cung cấp nơi làm việc an toàn, lành mạnh. Mục tiêu là kết quả cần đạt được. Mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp là mục tiêu do tổ chức đặt ra để đạt được kết quả phù hợp với chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mối nguy đó là nguồn có khả năng gây ra thương tích và bệnh tật. Rủi ro là tác động của sự không chắc chắn. Đến với điều khoản 4 là về bối cảnh của tổ chức. Về hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức, sự hiểu biết về bối cảnh của tổ chức được sử dụng để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OHS. Các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể tích cực hoặc tiêu cực. Một số vấn đề bên ngoài và một nội bộ. Điều khoản 4.2 là nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm. Tổ chức cần xác định các bên quan tâm khác ngoài người lao động có liên quan đến việc quản lý hệ thống OHS, các nhu cầu và mong đợi liên quan của người lao động và các bên quan tâm. Những nhu cầu và mong đợi nào trong số này là hoặc là có thể được coi là yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác. Các bên quan tâm có thể là một tổ chức về luật pháp, công ty mẹ, nhà cung cấp, tổ chức đại diện của người lao động, hội đồng quản trị, cổ đông, khách hàng hoặc là các tổ chức về y tế hoặc là an toàn vệ sinh lao động. Và xác định phạm vi của hệ thống quản lý OHS, tổ chức phải xác định ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý OHS để thiết lập phạm vi hệ thống. Tổ chức có quyền tự do và linh hoạt trong việc xác định phạm vi và khả năng áp dụng hệ thống quản lý OHS. Các phạm vi và khả năng áp dụng có thể bao gồm toàn bộ tổ chức, miễn là lãnh đạo cao nhất của bộ phận đó có chức năng riêng, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc thiết lập một hệ thống quản lý OHS. Độ tin cậy của hệ thống quản lý OHS của tổ chức sẽ phụ thuộc vào việc giới hạn phạm vi và không nên sử dụng phạm vi để loại trừ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ có hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động OHS của tổ chức hoặc vượt quá các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Về hệ thống quản lý OHS, tổ chức giữ lại quyền hạn, trách nhiệm giải trình và quyền tự chủ để giải quyết hệ thống quản lý sẽ đáp ứng các nhu cầu của tài liệu này ra sao, bao gồm mức độ chi tiết và mức độ mà hệ thống ấy thiết lập một hoặc nhiều quá trình để chứng minh rằng nó được kiểm soát, thực hiện theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra của hệ thống quản lý OHS, tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý OHS vào các quy trình kinh doanh khác nhau. Bài giảng hôm nay sẽ dừng tại đây. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp các anh chị trong những bài giảng tiếp theo. Yeah.